Đây là kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin không thể bỏ qua. Liên quan đến vụ án 6 người Việt tử vong trong khách sạn hạng sang nằm tại trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan, ông Triton Pupan, trưởng bộ phận khoa học pháp y của cảnh sát Bangkok cho biết, 6 chiếc cốc tại hiện trường đều có cà phê đen rót từ chiếc bình giữ nhiệt của nghi phạm. Theo đó, kết quả xét nghiệm cho thấy lượng cà phê còn lại dương tính với cyanua kali. Các chuyên gia pháp y của Bệnh viện Chulalongkorn đã tổ chức họp báo vào cuối giờ chiều ngày 17 tháng 7 để công bố kết quả. Hai người mang quốc tịch Mỹ được xác định là Chom Serin, 56 tuổi và Dang Hung Van, 55 tuổi. 4 người còn lại mang quốc tịch Việt Nam gồm Nguyên Thi Phương Lan, 47 tuổi, Pham Hong Thanh, 49 tuổi, Chan Đinh Phu, 37 tuổi và Nguyên Thi Phương, 46 tuổi. Cảnh sát nghi ngờ bà Chom Serin đầu độc 5 người còn lại rồi tự kết liễu, cũng bằng cà phê chứa chất độc. Báo Bangkok Post dẫn lời Thiếu tướng Pun Sawat, Phó Cảnh sát trưởng Bangkok cho biết, nghi phạm Serin Chom là người gọi đồ ăn và đồ uống. Nhân viên khách sạn đề nghị pha đồ uống, nhưng bà này đã từ chối và nói rằng sẽ tự làm. Chom được cho là đã mời 5 người còn lại đến phòng của mình để bàn về các dự án xây dựng. Vợ chồng ông bà Nguyên Thi Phương Lan và Pham Hong Thanh được nói là đã đầu tư khoản tiền tương đương 10 triệu baht, tương đương hơn 7,5 tỷ đồng, vào dự án bệnh viện ở Nhật Bản. Vì dự án không có tiến triển, họ đã khởi kiện. 6 người này dự kiến sẽ ra tòa trong 2 tuần tới. Trong 15 người đến đàm phán ngoài tòa án, ban đầu họ định đến Nhật nhưng không xin được visa, vì thế đã chọn gặp nhau ở Bangkok. 5 người Việt đã check out khách sạn trong chiều ngày 15 tháng 7, nhưng bà Chom vẫn giữ phòng 502 và mời 5 người đến phòng nói chuyện tiếp. Bà gọi đồ ăn và pha đồ uống cho họ. Cơ quan điều tra nghi ngờ rằng việc thương lượng bất thành dẫn đến hành vi đầu độc. Nhóm người thiệt mạng gồm cả người đi vay, người cho vay và người bảo lãnh. Người thứ 7 trong nhóm đã đặt phòng bên cạnh và rời khỏi Thái Lan trước khi các nạn nhân được phát hiện. Cảnh sát tin rằng cô là con gái của một nạn nhân và không liên quan đến vụ đầu độc. Hình ảnh do camera an ninh của khách sạn ghi lại cho thấy nhóm này tập trung trong căn phòng, nhưng các phần ăn trên bàn vẫn còn nguyên. Cảnh sát Thái Lan vừa tiếp tục công bố thêm thông tin quan trọng xoay quanh vụ việc 6 du khách Việt tử vong ở khách sạn Grand Hyatt Erawan, Bangkok. Trang tin The Tiger.com dẫn lời lực lượng cảnh sát Thái Lan nói rằng các du khách tử vong trong vụ việc đã lần lượt tới khách sạn Grand Hyatt Erawan ở Bangkok trong các ngày 14 và 15 tháng 7. Vào đầu giờ chiều ngày 15 tháng 7, nhóm khách tụ tập ở căn phòng của bà Serin Chong, 56 tuổi, nằm tại tầng 5 khách sạn. Trong quá trình xét hỏi các nhân viên khách sạn Grand Hyatt Erawan, một người trong số đó nói với cảnh sát rằng anh ta đã phục vụ đồ ăn và thức uống cho nhóm khách trên lúc gần 14 giờ chiều ngày 15 tháng 7. Theo nguồn tin từ cảnh sát Thái Lan, nhân viên phục vụ đã đề nghị pha trà cho nhóm du khách nhưng nghi phạm Chong đã từ chối. Từ lời tường thuật của nhân viên, bà Chong khi đó có giọng nói rất nhỏ và dáng vẻ căng thẳng. Người nhân viên sau đó đã rời khỏi căn phòng và không có ai ngoài những du khách trên bước vào đó. Nguồn tin từ cảnh sát Thái Lan nói thêm, các điều tra viên nghi ngờ bà Chong đã lợi dụng cơ hội không có ai khác ở trong phòng để hòa một loại thuốc mạnh hơn cyanua vào trà của những du khách khác và sau đó cũng uống thuốc độc tự kết liễu cuộc sống. Dựa theo những hình ảnh được camera an ninh tầng 5 khách sạn ghi lại, cảnh sát Thái Lan xác nhận nhân viên khách sạn lúc 13 giờ 53 phút chiều ngày 15 tháng 7 đã mang thức ăn tới phòng bà Chong và rời đi vào lúc 13 giờ 58 phút. Khoảng 6 phút sau, bà Nguyễn Thị Phương, một thành viên trong nhóm du khách kéo theo chiếc vali hồng và bước vào phòng của Chong. Hiện cảnh sát Thái Lan đang nghi ngờ động cơ gây án của nghi phạm Chong được cho bắt nguồn từ khoản nợ khổng lồ của bà này. Ngay sau khi phát hiện 6 nạn nhân gốc Việt tử vong bất thường tại một khách sạn hạng sang trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan, các thông tin chi tiết về 6 người này đã nhanh chóng được hé lộ sau khi cảnh sát khám nghiệm, thu thập chứng cứ, thẩm vấn hơn 10 nhân chứng, kiểm tra 8 kiện hành lý. Trong số đó, công an đồn Lamphini của Thái Lan đã thẩm vấn Phan Ngọc Vũ, 35 tuổi, là hướng dẫn viên của nhóm 6 người Việt tử vong tại Bangkok và có quen biết một trong số các nạn nhân. Theo Bangkok Post và Khao Sot, Mỹ cho biết có quen với bà Nguyễn Thị Phương Lan từ trước và được người phụ nữ này nhờ mua thuốc rắn, một loại thuốc trị bệnh đau khớp với giá 11.000 baht trong khoảng thời gian từ ngày 3 cho đến ngày 5 tháng 7. Vũ kể được nhờ mua loại thuốc rắn nhãn hiệu số 7, một loại thuốc bổ được người Việt ưa chuộng và có bán tại các cửa hàng ở khu vực Lat Krabang của Bangkok. Theo lời khai của Vũ, anh ta đã liên lạc với một hướng dẫn viên khác tên là Hổ để liên lạc với bà Lan và chuyển thuốc tới khách sạn. Các nhà điều tra đang kiểm tra video ghi được từ máy quay an ninh nhằm xác định vị trí của hướng dẫn viên thứ hai này.
Một nguồn tin của Thái Lan cho biết, nếu bà Nguyễn Thị Phương Lan là một trong những người mua thuốc độc, bà sẽ là một nghi phạm khác trong vụ án đầu độc này. Cơ quan điều tra cũng thẩm vấn ông Hùng, chồng của bà Lan, suốt 5 giờ. Ông Hùng cho biết đã ly thân với bà Lan và hiện họ sống riêng. Ông không biết về việc kinh doanh của vợ, tuy nhiên trước khi bà Lan tử vong, ông có gọi điện video với vợ. Theo cơ quan điều tra Thái Lan, chồng bà Lan là doanh nhân, ông này đã gọi điện cho hướng dẫn viên và yêu cầu đổi tiền cho em gái vợ. Người này sau đó đã về Việt Nam vào ngày 10 tháng 7. Theo đó, Vũ đổi 70 triệu đồng, lấy khoảng 90.000 bạt, rồi mang số tiền này cho em gái của bà Lan. Người từng đi cùng với Đăng Văn Hùng, một trong 6 người tử vong sau đó. Nguồn tin cho biết, sau khi nhận được tiền, em gái của bà Lan đã trở lại Đà Nẵng vào ngày hôm sau. Thưa quý vị, cảnh sát Thái Lan vừa tiếp tục công bố thêm thông tin quan trọng xoay quanh vụ việc 6 du khách Việt tử vong ở khách sạn Grand Hyatt Erawan, Bangkok. Trang tin The Tiger.com dẫn lời lực lượng cảnh sát Thái Lan nói rằng các du khách tử vong trong vụ việc đã lần lượt tới khách sạn Grand Hyatt Erawan ở Bangkok trong các ngày 14 và 15 tháng 7. Vào đầu giờ chiều ngày 15 tháng 7, nhóm khách tụ tập ở căn phòng của bà Serin Chong, 56 tuổi, nằm tại tầng 5 khách sạn. Trong quá trình xét hỏi các nhân viên khách sạn Grand Hyatt Erawan, một người trong số đó nói với cảnh sát rằng anh ta đã phục vụ đồ ăn và thức uống cho nhóm khách trên lúc gần 14 giờ chiều ngày 15 tháng 7. Theo nguồn tin từ cảnh sát Thái Lan, nhân viên phục vụ đã đề nghị pha trà cho nhóm du khách nhưng nghi phạm Chong đã từ chối. Từ lời tường thuật của nhân viên, bà Chong khi đó có giọng nói rất nhỏ và dáng vẻ căng thẳng. Người nhân viên sau đó đã rời khỏi căn phòng và không có ai ngoài những du khách trên bước vào đó. Nguồn tin từ cảnh sát Thái Lan nói thêm, các điều tra viên nghi ngờ bà Chong đã lợi dụng cơ hội không có ai khác ở trong phòng để hòa một loại thuốc mạnh hơn cyanua vào trà của những du khách khác và sau đó cũng uống thuốc độc tự kết liễu cuộc sống. Dựa theo những hình ảnh được camera an ninh tầng 5 khách sạn ghi lại, cảnh sát Thái Lan xác nhận nhân viên khách sạn lúc 13 giờ 53 phút chiều ngày 15 tháng 7 đã mang thức ăn tới phòng bà Chong và rời đi vào lúc 13 giờ 58 phút. Khoảng 6 phút sau, bà Nguyễn Thị Phương, một thành viên trong nhóm du khách kéo theo chiếc vali hồng và bước vào phòng của Chong. Hiện cảnh sát Thái Lan đang nghi ngờ động cơ gây án của nghi phạm Chong được cho bắt nguồn từ khoản nợ khổng lồ của bà này. Thưa quý vị, lực lượng cảnh sát Thái Lan mới đây khẳng định các nạn nhân trong vụ 6 người Việt tử vong ở Bangkok là do bị sát hại, không phải tự sát. Tờ Bưu điện Bangkok dẫn lời Trung tướng Thiti Seng Wang thuộc cảnh sát Bangkok nói rằng nhóm khách gồm 7 người đã đặt 5 phòng ở trên tầng 5 và tầng 7 của khách sạn vào cuối tuần trước, nhưng chỉ 5 người đến nhận phòng vào hai ngày 13 tháng 7 và 14 tháng 7. Có 5 người tử vong khớp với thông tin đăng ký tại khách sạn, nhưng người thứ 6 chưa làm thủ tục nhận phòng và người thứ 7 chưa xuất hiện. Cảnh sát hiện đang điều tra lý lịch của họ, đồng thời đang truy tìm người thứ 7. Ông Thiti nói, chúng tôi cần tìm ra động cơ gây án. Điều mà chúng tôi hiện có thể xác định là những nạn nhân trên không chết do tự sát mà họ bị sát hại. Thức ăn bên trong phòng không được động đến, trong khi những chiếc cốc và đồ uống ở đó có vẻ như đã được dùng. Có một nạn nhân có vết thương trên mặt, nhưng có vẻ người này khi ngã xuống đất đã va đập mạnh vào vật cứng. Ông Thiti nói thêm, có hai nạn nhân trong đó, một nam và một nữ, có vẻ như ngã gục khi cố chạy về phía cửa ra vào căn phòng. Theo camera an ninh lắp trong khách sạn, các du khách trên từ 14 giờ 04 chiều ngày 15 tháng 7 theo giờ địa phương đã lần lượt di chuyển hành lý của họ tới căn phòng ở tầng 5. Kể từ 14 giờ 17 phút chiều ngày 15 tháng 7, nhóm khách gồm Đinh Trần Phú, Nguyễn Thị Phương, Phạm Thanh Hồng, Hùng Văn Đặng và Serin Chong bước vào trong căn phòng, sau đó không còn xuất hiện trên camera giám sát nữa. Thông tin được trang The Tiger.com cập nhật lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 7 cho thấy, các cơ quan chức năng của Thái Lan nhận định chất độc cyanua có khả năng là nguyên nhân gây ra cái chết cho nhóm du khách. Ở một diễn biến khác, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI trong ngày 17 tháng 7 đã cử đội công tác tới Thái Lan để tham gia điều tra, bởi trong nhóm khách thiệt mạng có hai người mang hộ chiếu Mỹ. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào và hẹn gặp lại!